Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh người giảng lão pháp sư tịnh không giảng tại tịnh tông học hội Singapore thời gian năm 2001 tập 29 xin chào chư vị đồng tu chào mọi người Xin mời mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra Trang thứ 9 Đếm ngược đến hàng thứ tư Phục thứ Long Vương Nhược ly ỷ ngữ Tức đắc thành tựu tam chủng quyết định Hôm qua Chúng ta đem hai cái chữ ý ngữ này giải thích giảng lược rồi. <laughs> Lỗi của miệng vô lượng vô biên. nhỏ thì từ một gia đình vợ chồng bất hòa Lớn Thì như sự tranh chấp Giữa quốc gia với nhau Tai họa vô cùng Cổ thánh tiên hiền Hiểu rõ cái đạo lý này Cho nên xem cái sự việc này là vô cùng nghiêm trọng. À, Khổng lão, lão phu tử dạy học bốn môn học. Môn thứ nhất là đức hạnh, thứ đức hai chính là ngôn ngữ. Đức hạnh và ngôn ngữ hai môn học này là phải giáo dục từ nhỏ. hôm qua có một vị đồng tu đến hỏi tôi nuôi dạy con cái có nên đánh mắng hay không dường như đối với trẻ đánh nó mắng nó giống như là ngược đãi nó thấy trong lòng không nhẫn tâm có phải là có tội hay không đến hỏi tôi vấn đề này từ đó cho thấy xã hội hiện nay thị phi lẫn lộn. Người ở thế hệ tuổi như tôi, người 75 tuổi trở lên, từ nhỏ đều từng bị cha mẹ đánh mắng, cũng từng bị thầy cô xử phạt nghiêm trọng. khẽ bàn tay và quỳ. Đều từng bị đánh đòn, chúng tôi không những không oán hận cha mẹ, không oán hận thầy cô. Chúng tôi càng yêu thương cha mẹ, càng kính yêu thầy cô. Đây là yêu thương chân thật. trẻ có lỗi lầm bạn không trừng phạt chúng chúng sẽ không quay đầu bị đánh rồi sở dĩ đây là đánh cái gì vậy đánh tánh nhớ để bạn vĩnh viễn nhớ kỹ không phạm lỗi nữa người trung quốc loại phương pháp dạy học này đã có lịch sử mấy ngàn năm rồi ở trong mấy ngàn năm này Làm cha mẹ, làm thầy cô Đã phạm tội sao Ở trong lỗi lầm Cái đầu tiên chính là lỗi của miệng Vọng ngữ, lưỡng thiệt, suối dục, thị phi, nói ngon, nói ngọt. Cái này là cha mẹ và thầy cô nhất định là dạy bảo nghiêm khắc, không được phép phạm lời cổ nhân nói có đạo lý thiếu thành nhược thiên tánh tập quán thành tự nhiên không dạy từ nhỏ đến năm sáu tuổi là không thể dạy rồi cổ nhân nói dạy con từ thuở còn thơ bạn mới có biện pháp dạy bạn không bắt đầu dạy từ lúc còn nhỏ đến năm sáu tuổi muốn dạy chúng chúng không nghe lời bạn đâu không bị kiềm chế rồi đến cuối cùng như thế nào vậy cuối cùng người lớn phải nghe chúng cái phiền phức này của bạn lớn rồi phải tùy thuận sự ham muốn của chúng hơi không tùy thuận thì hành vi phản nghịch liền biểu hiện ra rồi cho nên ngày nay chúng ta thường hay xem thấy trên báo chí con cái giết cha mẹ giết anh em ở trong trường học học trò giết thầy giết bạn học chúng ta nghe quá nhiều rồi đây là gì vậy nuôi dạy không nghiêm giáo dục tiểu học là căn bản cái căn bản này được xây dựng trên cơ sở của giáo dục gia đình gia đình cha mẹ không nuôi dạy con cái cẩn thận thì thầy cô cũng đành bó tay thôi thầy cô có biện pháp gì được tính nghiêm trọng của lỗi lầm ở miệng, chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Người lớn là tấm gương của con trẻ, bản thân chúng ta không thành thật, chính mình nói chuyện thường hay có lỗi lầm. Bạn sẽ không có cách gì dạy con trẻ bạn dạy chúng bản thân bạn lại làm như vậy bạn dạy làm sao được trước đây tôi ở đài loan một năm nọ có một vị thầy trung học đến nói với tôi đó cũng là tín đồ phật giáo rất mộ đạo con trai con gái của ông con gái lớn vào lúc đó học lớp năm tiểu học không biết đã mua ở trong hiệu sách một cuốn sách gì trở về nó chỉ dạy cha mẹ của nó ba thử xem điều này ba đã phạm rồi điều này ba cũng phạm rồi khiến cho cha mẹ vô cùng khó xử chạy đến hỏi tôi tôi bảo anh là thầy giáo người làm thầy giáo trước tiên bạn không được phạm lỗi thì học trò bạn mới không chỉ trích bạn bản thân bạn ngôn hành không thận trọng học trò của bạn chỉ trích bạn bạn làm sao ứng phó hiện tại không những học trò của bạn chỉ trích bạn mà con cái của bạn cũng đều chỉ trích bạn ông vô cùng cảm khái Hiện nay loại phong khí này Ngày càng thịnh rồi Chúng ta thử xem Biết bao nhiêu đồng tu tụ tập lại với nhau Đối với việc giáo dục con cái Đều lắc đầu Người làm thầy giáo Cũng bất lực không có biện pháp Không tìm được công việc tốt không muốn dạy nữa rồi Đây là nguy cơ của xã hội Cái này là tai nạn của thế gian Mầm móng tai nạn đã nhìn thấy rồi Qua hai ba mươi năm nữa thì Tai nạn hiện tiền rồi cho nên giáo dục nhi đồng là nền tảng căn bản là đường hướng then chốt của hòa bình ổn định hạnh phúc then chốt chính ngay chỗ này tứ chúng đồng tu học phật chúng ta nhất định phải bắt đầu làm từ bản thân Bắt đầu làm từ khéo giữ khẩu nghiệp Dứt khoát Không vọng ngữ Không hai chiều Không ác khẩu Không theo dệt Dù cho trong đời này chúng ta Ở đâu cũng bị thiệt thòi Phải nhớ kỹ lời cổ huấn Thiệt thòi là phước ở trong thiệt thòi kham nhẫn tu nhẫn nhục ba la mật tu thiền định ba la mật tu bát nhã ba la mật mới có thể tu thành công chỉ có nhẫn được tùy thuận lời giáo huấn của phật bồ tát đoạn ác tu thiện con cái của bạn học trò của bạn mặc dù không nghe lời thời gian lâu rồi chúng sẽ tỉnh ngộ mười năm hai mươi năm chúng giác ngộ rồi chúng sẽ nghĩ lại những việc làm này của thầy cô trước đây của cha mẹ trước đây lời chỉ dạy của cha mẹ đối với mình là có lợi chân thật mong muốn hiệu quả nhanh lập tức liền có thể nhìn thấy hiệu quả là gì không thể cái xã hội này ác duyên cám dỗ quá nghiêm trọng quá phổ biến rồi cho nên nhất định phải biết thân hóa giáo dục bản thân chúng ta khởi tâm động niệm lời nói việc làm không thể không thận trọng Lìa được lỗi lầm của ý ngữ Được ba loại lợi ích Nhất Định vi trí nhân sợ ái Ai là trí nhân vậy? Chư Phật Bồ Tát là trí nhân Thiện tri thức chân chánh là trí nhân những người này. Hiện nay ở thế gian chúng ta không nhiều. Những thế giới khác thì nhiều. Các vị đọc kinh vô lượng thọ. Người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là trí nhân. Không có trí tuệ chân thật Chắc chắn không thể giảng sanh Số người ở thế giới Tây Phương Không ai có thể tính hết được Chúng ta mỗi ngày ở đây học Hoa Nghiêm Bạn thử xem thế giới Hoa Tạng Đó là trí nhân Đều là Pháp Thân Đại Sĩ Sở ái của họ Từ chỗ sở ái của họ Chúng ta sẽ hiểu được thôi Hay nói cách khác Chư Phật hộ niệm Thiên Long Thiện Thần ủng hộ chúng ta có thể đạt được ở trong đời sống thường ngày tâm của bạn là bình hòa tâm của bạn là an định bạn rõ lý lý đắc tâm an đây là việc tốt hàng đầu câu từ ở trong kinh văn vô cùng khẳng định là bạn chắc chắn đạt được ba loại này không hề mảy may nghi ngờ do dự nhị định năng vị trí như thực đáp vấn đàm đạo với người khác ngôn từ của bạn nhất định là lời chân thật trí tuệ lời nói trí tuệ không phải do học mà có học ở đâu vậy Lời nói trí tuệ Là từ trong tự tánh Luôn xuất ra Phật dạy mọi người Yêu cầu minh tâm kiến tánh Người tu tịnh độ Cũng không ngoại lệ Nhất định yêu cầu Minh tâm kiến tánh Tâm tánh là cái vốn có của tất cả chúng sanh không phải đến từ bên ngoài cái này không phải do tu mà có là nó vốn dĩ đầy đủ trong từ tánh của bạn hiện nay tại sao chúng ta không minh tâm không thấy tánh vậy Phật nói cho chúng ta biết Đây là Vọng tưởng phân biệt chấp trước Chứng ngại rồi Số lần Phật nói rất nhiều rồi Chúng ta đã nghe mấy chục năm Dần dần tỉnh ngộ ra hiểu rõ cái chân tướng sự thật này rồi chúng ta đối với pháp thế xuất thế gian đều không chấp trước cái chướng ngại thứ nhất này phá rồi ở trong phật pháp gọi là bằng đã chứng quả a la hán Tiến thêm một bước nữa Đối với tất cả Pháp thế xuất thế gian Không còn phân biệt nữa Lớp chướng ngày thứ hai bạn phá rồi Bạn liền trở thành Bồ Tát Bồ Tát ở trong thập Pháp giới Tu tâm bình đẳng Tâm thanh tịnh tâm lục độ bạn là phật ở trong thập pháp giới lại có thể đem cái chứng ngại vô minh sau cùng cũng có thể trừ sạch đi bạn liền thoát khỏi mười pháp giới rồi bạn liền vào thế giới hoa tạng người ở thế giới hoa tạng là phật thật không phải là phật giả đại sư thiên thai nói là phần chứng phật tuy bạn chưa chứng được phật quả viên mãn bạn chứng được một phần cái phần này là thật chứ không phải là giả ở trong kinh điển thường hay dùng mặt trăng để làm thí dụ trăng vào ngày rằm là trăng viên mãn là phật quả cứu cánh tuy mùng hai mùng ba là trăng non là trăng thật chứ không phải là giả không phải bóng trăng trong nước nó là trăng thật đây chính là tông môn thường nói minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật phần chứng phật Chúng ta có thể làm được không? Đáp án là khẳng định Chúng ta ở trong một đời Có thể chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn Làm sao biết Trong Kinh Hoa Nghiêm Thiện Tài đã làm mẫu cho chúng ta rồi Thiện Tài đồng tử Một đời viên chứng Phật quả trong kinh pháp hoa long nữ cũng đã làm mẫu cho chúng ta thấy là có thể chứng được tại sao không thể chứng được vậy bạn không chịu buông xả phiền não mấu chốt vấn đề là ở chỗ này chỉ cần bạn chịu đem vọng tưởng Phân biệt <laughs> chấp trước Buông xả Bạn liền thành tựu rồi Trí tuệ của bạn Là từ trong tự tánh lưu xuất ra Đương nhiên Đối diện tất cả chúng sanh Như thực đáp vấn Đây đâu phải là do học mà có Người khác hỏi Bạn trả lời ngay Bạn không cần phải đi đọc kinh nghiên cứu giáo lý mở kinh phật ra lời bạn đáp với điều phật nói là giống nhau phật cũng trả lời như vậy cho nên kinh điển có tác dụng gì vậy và lúc này tác dụng của kinh điển là để làm chứng minh cho chúng ta trí tuệ có phải đã mở thật hay không Trí tuệ đã mở thật Thì tất cả mọi ngôn hành của bạn Với điều trong kinh đã nói Chắc chắn là giống nhau Nếu như so với điều trong kinh điển nói Vẫn không giống nhau Thì tự mình phải phản tỉnh Phải hiểu rõ Phiền não của mình chưa buông xả Trí tuệ chưa mở trả lời vấn đề của người khác phần lớn là từ trên thành kiến của mình mà trả lời là biên kiến kiến thủ kiến giới thủ kiến tà kiến của mình dùng cái này để trả lời vậy thì không thể giải quyết vấn đề không những không thể giải quyết vấn đề mà làm vấn đề càng thêm rối rắm càng thêm lộn xộn từ đó cho thấy nói năng quan trọng biết bao ta định ư thiên nhân quy đức tối thắng vô hữu hư vọng cái mà uy và đức đều nói là trí tuệ ngôn hạnh trí tuệ ngôn hạnh dựa vào đạo đức đây là uy đức chân thật nhân thiên kính ngưỡng chư phật hậu niệm đây là tối thắng không có gì thù thắng bằng cái này không nhất định là có địa vị có của cải trong xã hội bạn thấy khổng lão phu tử khổng lão phu tử lúc sanh tiền không có địa vị trong xã hội bình dân chưa từng làm quan lớn nghèo nàn không giàu có ngay cả đời khởi tâm đồng niệm lời nói việc làm dựa vào đạo đức, không làm trái đạo đức, ngàn năm dạng đời, nhắc đến khổng lão phu tử, có người nào không kính trọng? Đây là uy đức tối thắng, vô hữu hư vọng. chúng ta cần phải học Phật Thích Ca Mâu Ni tuy có địa vị có của cải ngài từ bỏ rồi ngài vui vẻ sống đời sống nghèo khổ khất thực để duy trì mạng sống khất thực người trung quốc gọi là xin anh ngày sống đời sống này ngày khởi tâm động niệm lời nói việc làm dựa vào đạo đức không làm trái đạo đức giáo hóa khắp toàn thế giới sau ba ngàn năm bạn thử xem Người kính ngưỡng đối với Phật Thích Ca Mâu Ni nhiều hay ít. Hai bậc thánh này tuổi tác đều không cao lắm. Lúc Phật Thích Ca Mâu Ni viên tịch là 79 tuổi. Người Trung Quốc chúng ta nói ngày trụ thế 80 năm Người Trung Quốc tính tuổi mụ Khi khổng lão phu tử ra đi Cũng là bảy mươi mấy tuổi Đều chưa đến tám mươi tuổi Sống trong thế gian này Thời gian không dài Có thể thành tựu được như vậy Dựa vào điều gì? Chúng ta hãy suy nghĩ nhiều ở chỗ này Chúng ta muốn làm Thích ca mâu ni Phật Làm khổng tử Hay là muốn ở thế gian này Làm quan to quyền quý Suy nghĩ thật kỹ Để lựa chọn con đường đúng đắn Cho tiền đồ của mình con đường thuần chánh này chư phật hộ niệm long thiên ủng hộ đây là ba loại quyết định nhược năng hồi hướng a nậu đa la ta miệu tam bồ đề giả là đem công đức mà bản thân bạn đã tu học được không hưởng thụ một mình hồi hướng là gì vậy thấy đều nhường cho đại chúng xã hội tất cả chúng sanh đều hưởng thụ Hậu thành Phật thời. Bạn có thể làm được như vậy, đem công đức phước đức mà mình đã tu tích, thấy đều chia cho tất cả chúng sanh cùng hưởng. Đến khi bạn tương lai chứng được Phật quả viên mãn, tức đắc Như Lai chư sở thọ ký. Chư sở thọ ký chính là được thọ ký quá nhiều. Những thọ ký này đều ở trong Kinh giáo Đại Thừa. Tất cả thọ ký của chư Phật trong Kinh giáo Đại Thừa bạn thấy đều đạt được. Giai bất đường quyên. Ý của đường quyên là mất đi. Đây là thuật ngữ của cổ nhân. Bạn không bị thiếu hụt tất cả Đều đầy đủ Cho nên Sao thấy việc vui mà không làm Xin chào chứ gì đồng tu Chào mọi người Xin mời mở kinh Thập thiện nghiệp đạo ra Trang thứ 10 Hàng thứ nhất Phục thứ Long Vương Nhược ly tham dục Tức đắc thành tựu Ngũ chủng tự tại Hà đẳng vi ngũ Nhất tam nghiệp tự tại Chư căng cụ túc cố Nhị tài vật tự tại Nhất thiết oán tật Bất đăng đoạt cố Tam phước đức tự tại Tùy tâm sở dục Vật giai bị cố Tứ vương vị tự tại Trân kỳ diệu vật Giai phụng hiến cố Ngủ sở hộ chi vật Quá bổ sở cầu Bách bội thù thắng Do ư tích thời Bất khang tật cố Thị vi ngủ Nhược năng hồi hướng A nậu đa la tam miệu tam bồ đề giả Hậu hành Phật thời Tam giới đặc tôn Giai cộng kính dưỡng Ý của đoạn này Sâu rộng vô cùng Chư Bồ Tát tu hành Tất cả Ở một điều này Chúng sanh sáu cõi đọa lạc Cũng ở một điều này từ đó cho thấy Điều này quan hệ Với sự khác biệt Giữa phàm và thánh Thật quá lớn Tham sân si Ở trong tất cả kinh giáo Thế Tôn Nói cho chúng ta Là tam độc phiền não Là căn bản của vô lượng vô biên phiền não tuy là nói ba cái tham sân si ba nếu quy thành một chính là tham cho nên phật dạy bồ tát sáu điều ở trong nguyên tắc tu học điều thứ nhất chính là bố thí bố thí là để đối trị tham dục tuy là nói sáu điều sáu ba la mật sáu ba la mật nếu quy thành một chính là bố thí ba la mật thế xuất thế gian đại thánh đại hiền tại sao họ có thể trở thành thánh hiền vậy lìa được tham dục gốc của tham dục nhổ đi rồi người này liền thành phật thật sự chịu nhổ bỏ vẫn nhổ chưa được sạch sẽ người này gọi là bồ tát phàm phu không những không lìa mỗi ngày một tăng trưởng tăng trưởng tham dục chính là tăng trưởng cơ hội đọa là ba đường ác Lìa khỏi tham dục Chính là xa lìa đường ác Chúng ta phải hiểu rõ Cái chân tướng sự thật này Hay nói cách khác Đời người Khổ đau Ngắn ngủi Cho dù sống đến 100 tuổi Cũng chẳng qua là Việc trong một sát na sau một trăm năm thời gian còn dài nữa thì làm thế nào sẽ đi về đâu người thông minh không thể không suy nghĩ dù cho phước báo mà bạn mong cầu hiện nay Nhất định không phải từ trong tham sân si mà có được. Tham sân si chỉ có tổn phước. Không thể tăng phước. Phước báo mà đời nay có được là do nghiệp nhân tu trong đời quá khứ. Tu nhân thiện ác nghiệp tạo ra trong đời này quả báo ở đời sau quả thông ba đời là đạo lý nhất định hai ngày trước tôi về trung quốc thăm một vị bác sĩ già vị bác sĩ già này cũng đang Xem băng ghi hình của tôi Từ trên băng ghi hình nhìn thấy hình của tôi Nói tôi bị bệnh Sau khi tôi nói chuyện với ông một lát Thật sự là người có trình độ Chứ không phải là bác sĩ thông thường ông đối với bệnh nhân phải hỏi ngày tháng năm sinh của bạn phải hỏi bạn được sinh ra ở nơi nào đây là điều mà chúng ta thấy đông y tây y chưa từng thấy bao giờ là đạo lý gì vậy là thể chất của cơ thể bạn rất có đạo lý Bản chất cơ thể bạn là gì? Bạn sẽ bị bệnh như thế nào? Đây là từ căn bản. Ở trong Phật Pháp nói, cái gốc này càng sâu hơn những nghiệp thiện ác đã tạo trong đời quá khứ. Ông có thể nói đến nơi sinh ra, thời gian ra đời để quán sát bản chất thể chất của bạn đây là thật cao minh nói cho chúng tôi biết về đạo dưỡng sinh ăn uống khỏe mạnh nhất là loại thức ăn sinh trưởng tại chỗ sinh trưởng trong tháng này đây là thức ăn dinh dưỡng nhất Chúng ta ngày nay thích ăn đồ của nước ngoài, mùi vị là rất ngon, sẽ bị bệnh. Không tương ưng với thể chất của bạn. Thực phẩm sinh trưởng chỗ đất nơi nào là để nuôi dưỡng người ở nơi ấy. Chúng ta nhập gia phải tùy tục, đến địa phương đó phải ăn thức ăn ngay nơi đó. Đây là khỏe mạnh nhất. Mà không chịu ăn thức ăn nơi đó Vẫn muốn ăn thức ăn của nơi khác Vì vậy liền không hợp thủy thổ Bạn sẽ đi bệnh thôi Những đạo lý này rất cao minh Chúng tôi khi còn nhỏ Người lớn cũng đã từng dạy rồi Thời gian lâu quá nên lơ là mất Thực ra ở trong sách xưa Lệ ký Nguyệt lệnh đã nói đến Nguyệt lệnh nói 12 tháng Tháng nào ăn những thức ăn gì Nhưng phải nhớ kỹ Nhất định Phải sinh ra ở nơi đó Những thứ mà khu vực này sinh ra Đối với cơ thể của bạn Nhất định có lợi ích là đạo dưỡng sinh. Bạn hiểu được đạo dưỡng sinh mà không biết dưỡng tâm, đó chính là gốc bệnh của bạn không thể trừ sạch. Tâm là gì vậy? Thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Nếu như tâm của bạn là tham sân si thì là tâm của bạn bệnh rồi đây là gốc bệnh chân thật. Nguồn gốc của mọi bệnh tật. Không thể không biết. Bác sĩ nói với tôi ở bên trong tôi có phong hàn khi tôi trở về nói với mọi người khi đi ngủ nhất định không được phép mở quạt nhất định không được mở máy lạnh góc bệnh từ đây mà ra cái đạo lý này tôi biết chúng tôi khi còn nhỏ người lớn nói cho tôi biết khi đang ngủ ngay cả quạt tay cũng không được phép vì khi đang ngủ thì toàn bộ lỗ chân lông bạn mở ra rất dễ bị nhiễm lạnh khi bị bệnh thì không biết đến sau tuổi trung niên khi bệnh phát ra thật rất khó chữa trị cái phong hàng này sẽ tổn thương tạng thận tạng can của bạn ở trong phá hủy rất nhiều rất nhiều hệ thống cơ quan Đây đều là do trong sinh hoạt không cẩn thận Không chú ý Tâm địa chúng ta rất thanh tịnh Đọc sách Ngồi thiền Tại sao ngồi thiền trên người phải khoác áo kỹ như vậy? Bởi vì cơ thể bạn ở trạng thái tỉnh Trạng thái tỉnh là sợ gió nhất Cho nên chúng ta đang đọc sách Khi rất yên tĩnh Đều không được phép bật máy lạnh Không được phép dùng quạt điện khi hoạt động thì không sao bạn đang động lúc này thì không có sao khi yên tĩnh thì không được phép chúng ta lơ là rồi cho nên bác sĩ nói với tôi hiện nay điều này rất phổ biến gọi là chứng khí lạnh ở lâu trong phòng khí lạnh rồi đều sẽ có cái chứng bệnh này cho nên chúng ta nhìn thấy người bệnh nặng sắc mặt trắng bệt Vần trán đen đó là rất nghiêm trọng trên mặt không có tươi nhuận cho nên mọi người trong sinh hoạt thường ngày phải chú ý không nên ham mát ham mát là mất mạng Phạm vi của tham dục vô cùng rộng lớn Đặc biệt là Danh vọng lợi dưỡng Năm dục sáu trần Không những Khiến đức hạnh của con người đọa lạc nó là nhân tố đứng đầu của ba đường ác phải đoạn ý nghĩ tham chứ không phải thay đổi đối tượng của tham ta bây giờ đối với danh vọng lợi dưỡng thế gian không tham nữa năm dục sáu trần cũng không tham nữa lại ham muốn phật pháp được hay không vậy? Không được Phật dạy chúng ta đoạn tâm tham Không phải dạy chúng ta đổi đối tượng Kết quả của đổi đối tượng Bạn tham ác Bạn đọa tam đồ Tham thiện pháp Sanh ba đường thiện Không thể thoát khỏi Sáu cõi luân hồi Nói thêm với các vị Bạn niệm Phật không thể giảng sanh Cái quan hệ này quá lớn rồi Cho nên Phật trong Kinh Kim Cang Bát Nhã Dạy chúng ta Pháp còn phải xả Huống hồ phi Pháp Chữ buông đó chính là không tham Hoàn toàn không phải đói Không cần nữa phàm phu chúng ta không cần Phật Pháp nữa Nhất định cần Phật Pháp Tuyệt không tham đắm Phật Pháp Ta cần Phật Pháp giúp chúng ta Thoát ly sanh tử luân hồi Nhưng bạn không được tham đắm Bạn tham đắm Thì nguyện vọng của bạn sẽ không đạt được Tâm tham không thể không buông Nhưng mà Thật sự là rất khó buông Tại sao khó buông vậy? Tập khí của con người Đối với danh vọng lợi dưỡng ngũ dục lục trần Quá sâu rồi Vô lượng kiếp đến nay Đã bị những tập khí phiền não này Huân tập Bây giờ muốn đem đó đoạn hết lập tức Nói sao dễ thế Nhưng không đoạn không đoạn thì nguy hiểm cái vấn đề này còn nghiêm trọng hơn vấn đề sanh tử sanh tử nếu so sánh với vấn đề này thì sanh tử là việc nhỏ đoạn tập khí phiền não là việc lớn chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng vô lượng kiếp đến nay tạo sanh tử luân hồi là việc cực kỳ nhục nhã của chúng ta sao lại tạo ra như thế này tại sao người khác thành thánh thành hiền làm phật làm bồ tát chúng ta vẫn còn trôi lăng trong sáu cõi ở trong đây nhân tố đứng đầu chính là tham sân si buông không được vĩnh kiếp không thoát khỏi tam giới luân hồi nguyên nhân ở chỗ này xa lìa tham sân si xa lìa mười nghiệp ác không phải không thể làm được sự việc này không phải cầu ở người cầu người khó sự việc này là cầu chính mình mình có cái nhận thức này hay không có cái quyết tâm này hay không có cái nghị lực này hay không ba sự việc này đặc biệt là nhận biết là đứng đầu nhận biết phải nương theo lời giáo huấn của bậc thánh hiền thánh hiền không dạy chúng ta chúng ta làm sao hiểu được tham sân si nó nghiêm trọng như vậy sẽ không biết phật bồ tát giác trước biết trước các ngài hiểu rõ lý giải thấu triệt nhắc nhở chúng ta nói cho chúng ta biết chúng ta thật sự hiểu rõ rồi thì phải hạ quyết tâm buông xả triệt để không làm tiếp cái việc này thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Ở trong kệ khai kinh đã nói, trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được, thật sự là trăm ngàn muôn kiếp mới gặp được một lần. Không phải dễ dàng gặp được chúng ta đời này có được thân người nghe được phật pháp đây là trong trăm ngàn muôn kiếp gặp được một lần như vậy nếu như không nắm chắc cái cơ hội này nhân dịp trong mấy chục năm ngắn ngủi của đời này hạ quyết tâm từ bỏ tham sân si mạng từ bỏ sự hưởng thụ danh vọng lợi dưỡng năm dục sáu trần thích ca mâu ni phật làm nên tấm gương cho chúng ta thấy ngày sinh ra trong nhà đế dương ngày có thể kế thừa dương gì từ bỏ địa vị cao quý như vậy từ bỏ rồi từ bỏ phú quý rồi Từ bỏ vợ con rồi Làm tấm gương tốt Triệt để nhất Cứu cánh nhất Viên mãn nhất Cho chúng ta thấy Danh vọng lợi dưỡng Năm dục sáu trần Tràn ngập cũng không dính Trải qua đời sống khất thực Ngày ăn một bữa Tối ngủ gốc cây Sống đời sống này Đây là vậy chúng ta điều gì vậy Triệt để lìa xa Tham sân si mạng Chúng ta mới có ngày thoát khỏi vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi Các vị phải biết rằng Tham sân si mạng Là nhân của luân hồi Sáu cõi luân hồi Là quả báo của tham sân si mạng bạn có thể liệt khỏi nhân rồi thì cái quả này vĩnh viễn sẽ không hiện tiền dứt sanh tử xuất tam giới thoát luân hồi là ngay cái nhận thức này bạn có thật sự nhận thức hay không có thật sự hiểu rõ hay không Chúng ta phải biết Phật ở chỗ này nói cho chúng ta biết Thật sự xa lìa rồi Thì giống như Phật Bồ Tát vậy Bạn thành tựu năm loại tự tại năm loại tự tại Là điều mà tất cả chúng sanh đều ngưỡng mộ Đều hướng đến Năm loại tự tại này là quả báo vĩnh diện Lìa tham dục là nghiệp nhân Bạn tu nhân nhất định chứng quả Bạn không tu nhân Bạn sao có thể chứng quả Cái thứ nhất Chính là chúng ta thường nói là Khỏe mạnh trường thọ Tam nghiệp tự tại Tam nghiệp là thân ngữ ý các căn đầy đủ các căn đầy đủ cái danh từ này dùng cách nói hiện nay để nói là thân tâm khỏe mạnh cơ thể của bạn không hề mảy may khiếm khuyết thân các căn đầy đủ đây là quả báo tam nghiệp tự tại đây là nhân duyên của nó. Sẽ gọi là tam nghiệp tự tại tự tại là không có phiền não. Bạn có phiền não bạn không tự tại rồi. Bạn có lo lắng bạn không tự tại rồi. Bạn có bận tâm bạn không tự tại. Thân tâm thanh tịnh mới tự tại ở trong đời sống thường ngày một vọng niệm cũng không sanh sao gọi là vọng niệm nhất định phải hiểu rõ ràng vì bản thân đều là vọng niệm bạn tu hành thành phật vì bản thân làm bồ tát vì bản thân đều là vọng niệm phật dạy chúng ta không vọng niệm không vọng niệm phải có chánh niệm chánh niệm là gì vậy chánh niệm không phải vọng niệm chánh niệm là không vọng niệm chánh niệm là vì tất cả chúng sanh là tu hành vì tất cả chúng sanh ta thành bồ tát vì tất cả chúng sanh ta thành phật cũng vì tất cả chúng sanh vì tất cả chúng sanh cái niệm này là chánh niệm, vì tự tư tự lợi đều là vọng niệm, đều là tà niệm. ở trong Phật pháp nói vô niệm, đặc biệt là tông môn thường hay nói nhiều vô niệm không phải không hề có ý nghĩa gì cả, ý nghĩa gì cũng không có, thì quả báo ở trời tứ thiền vô tưởng. Đó là trời ngoại đạo Nhà Phật nói Vô niệm là ý nghĩ không tự tư tự lợi Có chánh niệm Chánh niệm là gì Phật Pháp thường trụ thế gian Vì lợi ích tất cả chúng sanh Ở trong lợi ích chúng sanh Điều đầu tiên là giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ đây là lợi ích chân thật không thể giúp chúng sanh phá mê khai ngộ thì cái lợi ích đó là lợi ích nhỏ giúp chúng sanh phá mê khai ngộ là lợi ích chân thật họ mới có thể được tam nghiệp tự tại họ mới có thể được chư căn đầy đủ Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết Ý nghĩa của điều thứ nhất Vẫn chưa giảng xong Ngày bay chúng ta giảng tiếp A-di-đà Phật Cẩn dịch viên đạn cư sĩ vòng tay cư sĩ vòng tay cư sĩ a cộng com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cú khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật